đến với chương trình chia sẻ của Du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và một tin đáng mừng với Tân Đại Dương trong buổi sáng ngày hôm nay đó là hai bạn du học sinh đã nhận được visa du học Mỹ nóng hổi. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Thúy Nhi nhé. À, chị chào Nhi. Dạ, chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, em tên là Nhi và em mới đậu visa du học Mỹ. Em đến từ Đồng Nai và em thì mới tốt nghiệp trường ở South Texas xong. Và em qua Mỹ thì em học trường Houston Community College. Em thì em thích mua sắm, du lịch, hát karaoke vậy thôi. Đó giống như là sở thích chung của các bạn nữ đúng không? Yeah. Cho chị hỏi là cái cảm giác của Thiếu Nhi khi mà nhận được visa du học Mỹ như thế này. Trời, em rất là mừng tại vì trước em thì rất là nhiều người rớt đó, nên em cũng bị tâm lý. Nhưng mà đến lúc mình ngồi trước mặt người ta đó, mình đứng trước mặt đó, thì mình không còn run nữa. Phải nói thật to, nói chung là mình nói chuyện sao để cho người ta nghe, bởi vì nó một cái bức kính rất là dày á, thì em cũng nói rất là to rõ ràng, nên mình phải nói chuyện sao mà đừng có tự cao quá, tại vì trước em có một bạn như vậy thì đã rớt. Em thì em cứ nghĩ xem nói thế thôi, mình phải gây cái thiện cảm ban đầu. Đúng rồi, mình vô là mình cười xong chào good morning madam, rồi chào cái người phiên dịch cho mình nữa, tại vì người ta cũng đóng có vai trò rất là quan trọng đối với mình. Dạ, nên nói chung là mình vui vẻ là chính như vậy. Lý do tại sao em lại chọn Mỹ để du học? Thì Mỹ là một nước rất là phát triển và cái thành phố em chọn thì nó cũng rất là lớn, có nhiều người Việt dễ sinh sống, mà phụ nữ qua Mỹ thì được ưu tiên hàng đầu. Trường em thì nằm ở bang Texas, là thành phố thì thành phố là lớn nhất bang luôn, là thành phố Houston. Và trường em thì cũng rất là lớn, là trường cao đẳng cộng đồng, hàng năm thu hút hơn 6.000 sinh viên quốc tế rồi. Và nó thì cũng ở đấy thì thời tiết khí hậu giống Việt Nam á, nên sẽ tốt cho em hơn, dễ dàng thích nghi hơn. Ở Việt Nam thì mình đã hoàn thành xong chương trình rồi. Dạ rồi, em đã học xong trung cấp về quản trị nhà hàng á chị. Thì em qua đó thì em sẽ học tiếng Anh 1 năm, sau đó em sẽ học 2 năm cao đẳng về cái ngành hospitality này tại Houston Community College. Và sau đó em sẽ chuyển tiếp lên đại học University của Houston. Sau khi học xong thì em sẽ quay về Việt Nam thực hiện ước mơ của em là được xin vô các nhà hàng khách sạn lớn 5 sao như New World, Sheraton là. Đó là cái mục tiêu của năm tới đúng không? Đúng. Cái cảm nhận của Nhi khi làm một sao Tân Đại Dương thì em thấy rất là tốt và mấy chị thì rất là vui vẻ. Tại hồi trước thì em có làm ở trung tâm khác rồi, nhưng mà cái cách làm việc á, rồi hồ sơ này kia nó không rõ ràng, còn ở đây thì rất là rõ ràng và đặc biệt là không phát sinh tùm lum thứ về tiền bạc này kia. Nói chung là cái gì cũng rõ ràng, em thấy ở đây là cái gì cũng rõ ràng, rất là ok, các chị rất là dễ thương. Hồ sơ thì em cũng không gặp vấn đề gì khó khăn hết, thì mấy chị ở đây đã giúp đỡ cho em rất là nhiều, tại mấy chị lên giấy tờ này kia cho em hết, nên em cũng không cần phải lo lắng nhiều về cái khoản về giấy tờ này kia. Nói chung là rất là đơn giản. Thì anh Khôi dạy rất là kỹ về tiếng Việt, xong rồi qua tiếng Anh. Vốn một phần là do mình thôi, mình phải tự học nhiều đó chị. Thì anh Khôi cũng giúp đỡ rất là nhiều về vấn đề mà dịch ra tiếng Anh cho tụi em. Thì anh Khôi hay hỏi những cái câu mà hóc búa lắm, nói chung là mình khó trả lời lắm. Chị Thúy hướng dẫn thì rất là kỹ về mấy cái vấn đề hồ sơ này kia, về tài chính nè, rồi hồ sơ học bạn này kia, rồi về tài chính gia đình mình là chính đó. Thì nói chung chị Thúy làm rất là kỹ, hướng dẫn rất là cụ thể, nên giấy tờ của em rất là ok, không có vấn đề gì. Học anh bảo anh xong là nói chung là tự tin, nói chung ai mà không học anh bảo anh là hối hận, là một sự thiệt thòi. Đúng rồi, nói chung là không học anh bảo anh thì cái tâm lý của mình nó không được vững. Mình đã học và anh rồi, anh làm cho tâm lý của mình nói chung thoải mái hơn, tự tin hơn, thì mình đi phỏng vấn thì nó dễ hơn. Chứ mình không học qua anh bảo anh thì chắc chắn là tâm lý của mình nó áp lực. Qua đó mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương như tại vì ở dưới em á, thì nhiều người làm ở đây, nên cái anh đó anh đậu rồi và anh sẽ chỉ cho ba mẹ em. Thì đầu tiên thì em cũng qua đây em coi, đúng rồi, em với ba mẹ em qua trước coi ở đây, xong tính qua bên trung tâm khác nữa, nhưng mà qua đây xong thấy ok quá, cái về bàn bạc nhau là buổi trưa chân chiều hôm đó là quay lại là ký hợp đồng luôn. Nói chung là vô là thấy thích được vì quy mô của nó lớn và nhìn uy tín đó chị, thể hiện sự uy tín cao, nên ngay chiều hôm đó là em đến ký hợp đồng luôn. Thay mặt công ty Tân Đại Dương thì cảm ơn sự tin tưởng của em với gia đình ở đặt ở công ty ha. Bây giờ như đã có visa rồi thì em có lời khuyên hay là chia sẻ nào dành cho những bạn mà sắp tới thì phải mới xin visa?
Lời khuyên thì các bạn đừng có sợ, tại vì trước mình rất là nhiều người rớt thì mình cũng đừng có cảm thấy bị sợ và hoảng á. Thì nói chung vô đó mình cứ bình thường thôi, mình cứ trả lời thật như mình hay học rồi đó. Ví dụ có câu nào mình không biết thì mình trả lời tiếng Việt, sẽ có người dịch ra cho mình. Nhưng mà mình phải trả lời một cách mà thoải mái tự nhiên nhất. Mình cứ trả lời to lên, nói to để cho người ta nghe thấy. Và nói chung là cười, trước tiên mấy bạn vô là phải chào và cười, cười thật là thân thiện. Người nước ngoài ta rất là thích như vậy. Thôi, tại vì trước em đã làm ở cái nhà hàng của người nước ngoài không à, nên mình vô mình chào người ta trước, người ta cũng thích. Em thấy cái thiện cảm ban đầu rất là quan trọng, với lại cái cách mình nói á, cái cách mà mình nói chuyện, mình trả lời cái câu mà người ta hỏi mình á, thì mình trả lời to nhưng mà mình trả lời cái kiểu mà bình thường thôi, chứ đừng có kiểu tỏ vẻ quá. Đúng rồi, đúng như cái câu mà chị Thúy hỏi em luôn á, cứ câu nào chị Thúy hỏi em á là ra y pháp luôn. Em trả lời tiếng Việt nhưng mà người ta vẫn cho mình trả lời tiếng Việt, chứ không có khó khăn là không được nói tiếng Việt hay không. Câu này em không hiểu thì có người xin dịch lại cho em và em trả lời tiếng Việt luôn. Còn câu này em biết đó thì em trả lời tiếng Anh. Rất là đơn giản, không sao á. Chị cảm ơn chia sẻ của Nhi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cũng như là công ty cũng chia sẻ cái niềm vui của em trong buổi sáng ngày hôm nay sau khi nhận được visa. Thì thay mặt công ty Tân Đại Dương, chúc em hôm nay học tập thật là tốt. Em cảm ơn chị.